tạm biệt. Anh tính nha, mình mày mày đứng như thế này nha. Đấy. Hốt lên rồi em tăng lên rồi. Thì mày cũng vui luôn. Áo bỏ cái để chân sau luôn nha. Đó. Nhan muốn ti vậy em? Ba mua đỏ ấy. Ê. Thứ đi em. Đây, mày ăn tới rồi đi rồi. Đây là xách quần lên Tùng ơi. Xách quần lên em ơi. Khi lên giá Attila xe quay anh em tách mát. Đây. Đây các bạn nhá. Cắt cái dây đồng cũ ở đây ra. Phải dùng kìm can mới cắt được các bạn. Cắt đây ra và nối vào cái dây vàng đâu nhỉ. À đây.
xanh bọc đen rồi. Ờ đây, tách dây đồng từ ở đây ra rồi tiến hành hàn chắc chắn nối vào dây vàng. Cắt tách cả dây vàng đây rồi nối đầu dây đồng này vào đây các bạn nhé. Cái này thì trên YouTube cũng rất nhiều anh em hướng dẫn rồi, đơn giản thôi. Anh em cứ làm cẩn thận là ok. Làm xong nhớ lấy đồng hồ kiểm tra cho chắc chắn nhé, để không bị chạm chập. Bọc ghen này để không chạm mát cho an toàn các bạn. Rồi. Cái này đơn giản không? Đấy. Con này đi bị yếu bình nhỉ? Vâng. Này biết. Ác quy mới thay xong. Bạn thay ác quy này mấy a? Ba. Biết không? Ba. Ba. Bỏ ác quy trong xe. Nên thay 5A để. Cú của nó là 3. Vâng. Tay 5A hoặc 7A. Em ơi trời nắng đau khổ. Chỉ có cái ai chân gương bé bé. Từ đấy hết rồi. Lâu lắm rồi quân. Cái đấy dùng nhanh hỏng lắm cho nên là không muốn bán. Bạn lắp một quán chỉ hết 250 bạn ạ. Bình thường là 3 lít. Một cây ấy, một cây ấy. Dán á. Không, cái mỏ cây là cái ấy. Cái ở bên dưới sườn. Xanh đỏ đen. Em ơi trời nắng đau khổ. Đây quay rõ là cái chỗ này. Đây dây này anh em lấy dây đen sau ổ khóa đây anh em nhá. Xe Honda dây sau ổ khóa dây màu đen các bạn. Dây này nối vào dây đen của xà Attila đây các bạn ạ. Để sàng nhận biết lúc nào bình đầy thì ngắt điện, không tránh trường hợp bị phù bình. Điện lại qua lại lắm dày lại. Này, đấu điện. Nên sạc anh em nên chú ý bấm đầu cốt hoặc hàn mối hàn chắc vào nhá. Cái trường hợp bị lỏng. Chỉ cần lỏng dây là
không có điện sạc vào bình, đến lúc đấy đi thấy điện yếu lại mình không kiểm tra lại đổi do sạc đảo các bạn ạ. Hoặc dây này mà các bạn không nối chắc nó không ngắt được, nó bị phù bình, các bạn lại đổi, lại cũng đổi do sạc đảo nốt. Cho nên trước tiên anh em phải làm chắc, làm chắc xong rồi nếu mà có sự cố thì anh em phải bỏ ra kiểm tra trước đã, xem có dây dợ nào nó bị lỏng không nhá. Không kiểm tra được thì ra quán nhờ thợ lấy đồng hồ đo, người ta biết ngay các bạn. Mà lên sạc xong thì anh em phải dùng đồng hồ đo kiểm tra, kiểm tra xem là cái lượng điện sạc vào bình ok chưa nhé. Chỉnh đừng đã, chúng ta đang ở đây kia bắt kiếm luôn, đương nhiên quay ở đâu. Rồi đây, quay rõ mấy cái chân dây nào dây nào rõ. Đây khổ thế anh em ạ, làm xong đến lúc đút mà đút mãi không được, khổ. Đây nha anh em nhé, hồng sạc Attila nối vào trắng, sạc zin vàng nối vào vàng, đỏ anh em nối vào đỏ, xanh lá anh em nối vào xanh lá, dây đen thì anh em nối vào dây đen sau ổ khóa ở đây các bạn nhé. Đấy, màu dây y hệt như nhau, rất đơn giản. Bọc ống gen vào cho nó an toàn các bạn. Tí nữa lắp xong thì tháo con này ra và lắp cái Attila vào đây, đi chắc chắn vô đối luôn các bạn nhé. Đấy, ra cắm đây là lúc nào sạc, kể cả sạc hư mình rút ra cắm vào thay thế dễ. Rồi giờ thôi được, giờ mình tiến hành, khi anh em đã lên sạc ok rồi thì anh em nổ máy test điện nạp vào bình xem ổn định chưa các bạn nhé. Rồi giờ mình tiến hành đo điện. Đo điện thì anh em để thang đo, thang đo điện một chiều các bạn nhé. Nó đâu có nhỉ, thang nào đây này. V dấu gạch ngang này là một chiều các bạn này, còn V đây là xoay chiều. V này, anh em để thang 20V là được. Bình cũng 12V nhưng để thang để 20V thì vẫn đo được các bạn nhé. À, từ từ. Rồi. Bình hiện tại dưới 12V, 11,4 mấy này là đang yếu rồi các bạn nhé.